trong 4 tháng đầu năm với hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đây là thông tin vừa được Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố. Việc dẫn đầu cả nước trong hút vốn FDI từ đầu năm cho thấy các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông kết nối đã giúp Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Từ khu công nghiệp đầu tiên được thành lập năm 1996, đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 13 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lắp đầy gần 70%. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ thành lập thêm 7 khu công nghiệp mới với quỹ đất khu công nghiệp tăng lên 16.052 ha. Các khu công nghiệp này cùng với những khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đều định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất xanh. Thúc đẩy mục tiêu này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiên định chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, lựa chọn các dự án công nghiệp lớn, công nghiệp hiện đại, sử dụng lao động hợp lý, gắn với tiết kiệm đất, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Bà Rịa Vũng Tàu đã đón hơn 626.000 lượt du khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 712 tỷ đồng, tăng 12,49% so với cùng kỳ. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, công tác vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn được các đơn vị địa phương đảm bảo. Có gần 400 trường hợp khách tắm biển được hỗ trợ, 38 trẻ lạc được bàn giao cho gia đình, không có trường hợp đuối nước xảy ra. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Các địa phương có liên quan đã hoàn tất công tác lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hiện đang tổng hợp kết quả theo quy định. Trong quá trình triển khai lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng tình cao của người dân, không có phát sinh khó khăn, vướng mắc. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đồng thời thực hiện nghiêm việc lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp có nhu cầu lấy hóa đơn, còn lại khoảng 99% người điều khiển xe máy và ô tô cá nhân không quan tâm, không có nhu cầu lấy hóa đơn điện tử với nhiều lý do. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 14.200 hectare cây ăn trái, trong số này có khoảng 78% diện tích đang cho thu hoạch. Thời điểm này, nhiều diện tích cây ăn trái đã thu hoạch vụ hè. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, cùng với thời điểm cây ra hoa gặp sương muối, nên tỷ lệ ra hoa đậu trái thấp, khiến sản lượng trái cây giảm mạnh 50-60% so với năm ngoái. Nắng nóng kéo dài, nhiều địa phương trong cả nước đang đối mặt với tình trạng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất trầm trọng. Tại nhiều tỉnh như Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, ngành chức năng, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm liên tục vận chuyển nước bằng nhiều cách để hỗ trợ người dân. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, dù nước sinh hoạt vẫn đảm bảo nhưng mực nước ở các sông suối đang xuống thấp, thậm chí có nơi gần như khô hạn. Sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả vì vậy không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.